Ma Lai Ngải có hai loại chủ yếu, một loại mọc lá dài ở miền Đông Nam Bộ, một loại lá ngắn bông có hai màu trắng và đỏ mọc ở Thái Lan đêm về hơn 50 năm rồi. Người ta gọi là Ma Lai Ngải là gọi theo tiếng Việt. Đây là cách tối trại từ tên gọi của Thái, Malada. Ngoài tên này, nó còn có tên gọi đúng là rìm chơ, hồng tú cầu. Ma Lai Ngải, hồng tú cầu thuộc họ Ma Lai Ngải cao cũng như ngải ma lai lùn thì Ma Lai Ngải cao cũng có mấy loại cây khác nhau. Hồng Tú cầu còn có nhiều tên gọi khác như cây huyết hoa, hoa quốc khánh, pháo bông, pháo hoa và nó còn được xem là cây ngải mã lai, thuộc loài họ loa càng đỏ. Đây là loài cây thân thảo lâu năm, một năm chỉ ra hoa một lần duy nhất, tuy không có hương thơm nhưng hoa rất đẹp, tỏ ra như pháo bông. Cũng chính vì vậy mà mọi người còn gọi nó là cây pháo bông, vì nở hoa đẹp và lâu tàn, vì vậy mà nhiều người ưa chuộng trồng nó để trang trí phòng làm việc, ban công, chậu trang trí sân vườn. Hoa hồng tú cầu có khả năng mê hoặc bấy kỳ một người yêu hoa nào, bởi hoa có đặc biệt đó là chỉ ra hoa duy nhất một lần trong năm, hơn hết đó hoa xòe rộng, tròn rực rỡ với sắc màu đỏ hồng. Cùng với đó là nhiều cánh hoa li ti tỏ ra giống như pháo bông khi bắn, tỏ ra những cánh li ti ti chính vì vậy mà mọi người rất thích sở hữu cho mình một chậu. Tuy nhiên, ở một số vùng người ta lại xem hồng tú cầu như một cây ngải mã lai, mang đến nhiều điều không tốt cho gia đình và kiên kỵ trồng trong nhà. Ngải mã la lùn thuộc loại thiền liền, cây không mọc cao như các địa liền khác, lá hơi bầu tròn, mọc tỏa ra tứ phía như cải xa lách, xuất xứ từ cao miên đem vào, không có mọc trên vùng thất sơn một cách tự nhiên. Gây con là món thuốc thần sầu cầm máu, sát trùng, ngắn gân bùng trạp, xoa bóp mì gỗ, có nhiều đặc tính huyền bí về sát thương kẻ nghịch, cũng như làm mê hoặc bất kỳ ai trong lưỡng phái nam nữ. Đây chính là cây ngải chủng máu huyết của chủ nhân. Nhiều người bảo rằng Cây hồng tú cầu không nên trồng trong nhà, bởi nếu trồng nó trong nhà sẽ khiến gia đình đó luôn gặp điều xui xẻo, làm ăn không ra, gia đình luôn có chuyện lục đục xảy ra, nhà có trẻ con thì trẻ luôn bị bệnh vặt hay quấy phá, khóc đêm, còn những ai yếu vía thường bị bóng đè, khó ngủ, mộng mị lung tung, chính vì vậy mà nhiều nơi tối kỵ việc trồng cây này trong nhà. Theo các nhà phân tích cho biết, củ hành của hồng tú cầu khi nghiên cứu tách được các alkaloid độc trong đó có bút hà nên, cấp nên menthylin, menthin, montanin, natalensin, tazetin và digitin. Tuy nhiên, trong đó có chất montanin, natalensin và một số ít khác có tác dụng hạ huyết áp. Chính vì vậy mà cây hồng tú cầu nhiều người lo sợ khi trồng trong gia đình, sợ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Về hình dạng cây được xem là củ hành có áo, cây có 3 đến 5 lá, mỗi lá dài khoảng chừng 12 đến 17 cm theo kiểu giả thân, lượn sóng, cuốn lá có nhiều đốm tím cán hoa béo và cao 30 đến 40 cm, bông màu hơi tím bao lấy tán hoa gồm 40 đến 50 hoa màu đỏ, hoa hồng tú cầu là hoa lưỡng tính, tam bội và nhị có bao phấn màu vàng, quả có màu đỏ cam, thường ra hoa vào mùa xuân, riêng phân loại các harina e vào cuối mùa hè. Công năng làm đồ chơi đấu phép, không phải đấu ngải giữa mấy thầy với nhau, một trong những phép luyện ngảy mà lai là dùng bông ngải bông của loại ngải này phơi khô khi đốt lên thường hay chiêu dụ các loại yêu tà đến để hưởng khói. Từ đó, thầy đọc chú và sai sử. Tuy nhiên, nếu thầy không đủ bản lĩnh, nguyên khí của thầy sẽ bị các loại yêu tinh được chiêu dụ tranh nhau hút mất. Vấn đề này, bài trước tôi cũng đã nói sơ qua. Các bạn đã biết thì đừng nên đốt thử. Nếu có chuyện gì, không ai cứu giúp cả. Cho nên, tên gọi có thể khác nhau tùy theo mỗi môn phái, mỗi thầy, mỗi vùng miền. Nhưng, công năng của ngải thì đừng bao giờ làm lạc ngải ma lai. Ma la là một trong những loại độc tướng dùng để sử dụng trong những trường hợp đấu ngải, thương ngải, áp vía nhân gian. Trước khi luyện thành, thầy ngải phải đưa đi thật xa tránh nơi ở của gia đình. Hàng xóm thường là nơi có cây cao, đồng vắng, bãi tha ma có bóng cây. Từ khi tế luyện cho đến lúc luyện thành nhanh nhất chí ít cũng 49 đêm. Khi ngải thành hình, đối tượng đầu tiên được ma lai ngải hỏi thăm sức khỏe chính là ông thầy luyện ngải. Lúc ấy, đạo hành không cao không có công phu hồi tổ ngải và khan sắc tổ ngải hậu thân thì nguyên thần ông thầy trở thành bữa ăn bổ dưỡng cho ngải nặng thì tần số nhẹ thì cũng điên khùng và lỡ loét ngải ma lay được một số người gọi là hồng tú cầu nhưng hồng tú cầu này trồng ở nhà nào nhà đó làm ăn không khá có chuyện lục đục xảy ra liên miên trẻ con thường hay bệnh nhưng bác sĩ không định rõ bệnh gì người nhẹ bóng ví thường bị bóng đè mộng mị lung tung có ý kiến cho rằng tên gọi ngải Ma Lai bắt nguồn từ Malaysia tức là các loại cây có nguồn gốc từ Nam Dương ngải Ma Lai khi luyện thầy phải kiếm nơi cây cao đồng vắng khi luyện ngải thầy thường hoàng khăn sắc hội tổ vào người để hậu thân. Sau khi gần mãn thời kỳ 49 ngày, ngải thành hình nó thường biến thành ma quỷ hoặc thân hình khổng lồ như cây cổ thụ để dọa nạt thầy. Có khi nó le lưỡi dài cả thước để liếm mặt, lúc nó nha hàm răng nanh dài như nanh heo rừng như sắp cắn gỗ. Nếu ông thầy luyện ngải không có vẻ sợ hãi thần ngải sẽ quy thuận theo, từ đó ngải đi theo thầy, muốn xử lý ai đó, thầy độc chú gọi ngải về, mà lai ngải hớp với đối thủ như chơi nếu người kia không biết đề phòng. Trong trận đầu luyện mẹ ngải, sở dĩ trung tâm ta đặt chậu cây ma lai ngải vì công năng trong huyền thuật của cây ma lai ngải rất mạnh. Nếu luyện tốt thì cây ma lai dùng được vào rất nhiều việc trong các lĩnh vực khác nhau kể cả tình cảm, cấu tài và trừng phạt. Nhưng có điều cây ma lai ngải là cây ngải khi luyện thành thì rất dữ dằn. Hay đi phá phách lung tung, nó giữ đến độ ngay cả thầy liền của nó cũng phải dày chừng cây ngải này vì trong cách đối xử và xây ngải đi làm việc mình muốn, người xưa có câu ác giả ác báo mà. Vì thế cây ma lai ngải được đặt ở giữa trận đầu luyện ngày đó để các cây mẹ ngải và các cây chú ngải khống chế và kiềm hãm sự hung hăng, giữ dằn của cây ma lai ngải cũng như là để điều kiện nó của các cây mẹ, chú ngải. Tại sao cây ma lai ngải giữ vậy sao các thầy vẫn muốn luyện vì sau khi luyện thành công? Bằng đức độ của người thầy một khi cây ma lai ngải đã khuất phục thì cây lại rất hiền và ngoan ngoãn, tuân lệnh một cách tuyệt đối. Có thể nói thầy nào luyện thành công, quy phục được ma lai ngải thì thầy đó sẽ rất nổi danh được liệt vào những thầy có tiếng trong giới thầy ngải. Một vấn đề được đặt ra là, cây ma lai ngải vừa dữ tợn vừa nghịch ngợm, nếu sơ xuất thì hậu quả của nó gây ra không lường hết được. Vậy thì có thể thay thế một cây khác vào trận đồ ngải này được không? Xin thưa với các bạn là có một cây có thể thay thế cây ma lai ngải được. Nhưng có một điều là cây này còn khó tính hơn cây ma lai ngải. Ngoài việc thuần phục kỳ công và khó khăn thì cây ngải này có một năng lượng rất mạnh, bi lực có thể nói là lớn mạnh bằng nhiều cây gọc lại. Đó là cây ngải chúa, thần ngải hay vua ngải. Ngải ma lai lùn, hoàng ngải, còn được gọi là cây hành biển cũng được du nhập từ vùng có khí hậu địa trung hải. Cây này theo các ngải sư thuộc họ ma lai ngải mà thuộc loại ngải dữ, được gọi là ngải ma lai lùn.